Phương Anh xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải những thông tin nóng hổi có trong ngày, được rời mắt vào màn hình. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Chấn động, Trương Mỹ Lan ngã ra đất khi bị tuyên tử hình phải có hai người đỡ, nghẹn ngào xin một lần được sống, dốc hết của cải ba đời cho một phút ở cõi tạm. Thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử tội phạm Việt Nam, một nữ phạm nhân bị truy tố mức án dựa cột về tham ô tài sản. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án vụ Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Sau khi nghe hội đồng xét xử nhận định xong về hành vi của mình, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có hành vi gây ồn ào khiến cho hội đồng xét xử phải nhắc nhở và đề nghị cảnh sát tư pháp đảm bảo trật tự phiên tòa. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hình phạt chung là tử hình. Khi tòa tuyên bố mức án, bà Lan loạn choạng được các cảnh sát đỡ. Ngay sau đó bà tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục đứng nghe cho đến khi kết thúc phiên tòa. Trước đó hội đồng xét xử nhận định, quá trình điều tra xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng không phạm tội tham ô tài sản và đưa hối lộ. Tuy nhiên căn cứ lời khai của các bị cáo và các tài liệu chứng cứ khác có cơ sở xác định, việc truy tố bị cáo về tội danh này là không oan sai. Hội đồng xét xử ghi nhận bị cáo Lan có các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên bị cáo phạm tội nhiều lần trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức, hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và không có khả năng thu hồi. Từ đó hội đồng xét xử thấy phải có mức án nghiêm khắc nhất đối với bị cáo Trương Mỹ Lan theo quy định của Bộ luật Hình sự mới đủ tính răn đe. Giờ G đã điểm, Đại tướng Tô Lâm cõng lò về tận xã, triệt hạ động lợi ích xẻo tiền nhân dân, bật gốc thế lực hậu thuẫn cho quan bà, đích thân Tổng Trọng trao gươm xử tới bến. Thưa quý vị, ai cũng biết lương cán bộ lẹt đẹt vài ba triệu, nhưng câu chuyện cán bộ giàu bất thường là chuyện dễ dàng như con đường hộp sữa. Việc một quan chức cấp huyện có biệt thự siêu xe và cả ngàn mét vuông đất nhà cửa đủ để hưởng vinh hoa cả ba đời thì thật sự cần phải xem xét lại. Nhiều người thắc mắc, vậy số tài sản khổng lồ đó từ đâu? Mới đây, theo công bố chính thức, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, thì mức lương cơ sở thay đổi thành 1 triệu 800 nghìn đồng một tháng. Khi đó, Chủ tịch nước sẽ nhận mức lương là 23 triệu 400 nghìn đồng một tháng. Cứ từ con số này đối chiếu xuống, mức lương của cán bộ công chức cấp dưới hay cán bộ địa phương cho họ thêm cả tiền phụ cấp, trợ cấp các loại thì mức lương tầm mười mấy triệu một tháng. Cứ cho là các cán bộ không cần phải chi tiêu một khoản nào thì tiền lương kia có đủ mua xe tiền chục tỷ, xây nhà hàng trăm tỷ hay không? So sánh ngang bằng với mức sống chung của xã hội, càng thấy được sự giàu có của một số bộ phận quan chức nước mình lớn đến mức như thế nào. Vì sao chính quyền biết rõ về khối tài sản gia tài sờ sờ trước mắt đó mà không thanh tra hay kê khai tài sản? Hay cũng là ông ăn trả bà nem nên mới dễ dàng làm ngơ như thế? Chuyện quan tham không hiếm, nhưng giàu đến mức nứt vách đổ tường như vậy thì quả thật không phải là dạng vừa, có chăng cũng là lính rửa tiền cho sếp lớn trung ương. Cùng làm rõ ngay sau đây. Tại buổi tọa đàm về công tác phòng chống tham nhũng tại Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Văn Kim đã thẳng thắn phát biểu một số điều, rằng số người giàu trong xã hội được chia làm nhiều đối tượng, trong đó số quan chức giàu rất nhiều. Ngay lập tức từ khóa quan chức giàu rất nhiều đã trở thành chủ đề được dư luận bàn tán sôi nổi. Hãy thử nhìn ngay ở địa phương mình đang sinh sống, cứ lãnh đạo từ cấp huyện trở lên xem họ đi xe gì, ở nhà bao nhiêu lầu là sẽ rõ. Một vài ví dụ điển hình như biệt phủ Yên Bái của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, biệt phủ của Đại úy Công an tỉnh Thanh Hóa, hay vô số những cán bộ khác cũng nhà lầu, xe sang, đồng hồ bạc tỷ, cả những người từng đỡ bị kỷ luật, cả những người đang đương nhiệm, sáng xách cặp đi, chiều xách ô về. Từ thực trạng như thế, đối chiếu với số tiền lương của cán bộ mới thấy thật đáng sợ. Nói về việc quan chức giàu bất thường trở thành bình thường không chỉ vì hiện tượng này xảy ra quá nhiều, bởi một lẽ nó bình thường đến nỗi có thể vượt qua hàng tá những quy định về thanh tra, kiểm tra, kê khai tài sản đối với cán bộ. Theo thống kê, trong vòng hơn 12 năm thực hiện công tác kê khai tài sản đối với cán bộ, số lượng người bị phát hiện sai phạm chỉ hơn 20 người. Đáng nói, số người sai phạm ít ỏi này lại không thuộc những trường hợp bị kỷ luật hay truy tố trước đó về tiêu cực, tham nhũng. Dư luận khi ấy mới cười trừ, công tác kê khai tài sản có cũng như không. Kể từ đó, thanh tra kiểm tra ngày càng dày đặc,
rất nhiều đề xuất về việc tăng diện kê khai tài sản, công khai việc kê khai tài sản cũng như cơ chế xử lý tài sản bất minh được đưa vào thảo luận. Cũng theo nhiều vụ trưởng vụ pháp chế Nguyễn Văn Kim, xử lý cán bộ giàu lên bất thường còn nhạy cảm vì nó liên quan đến quyền tài sản cá nhân. Quả thật, với xã hội còn phổ biến tiêu dùng tiền mặt, tài sản khó tách biệt giữa các thành viên, cá nhân trong cùng một gia đình, thì khó lòng có thể kiểm soát được một bộ phận cán bộ hô biến tài sản bất thường thành bình thường. Một con số khác được đưa ra trong buổi tọa đàm về công tác phòng chống tham nhũng, đó là khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ bị dùng vào việc hối lộ và khoảng 2.600 tỷ đô la Mỹ bị đánh cắp thông qua hành vi tham nhũng, tương đương với 5% GDP toàn cầu. Điều này do ông Rand, cố vấn khu vực Đông Nam Á Thái Bình Dương của Cơ quan Phòng chống tội phạm Liên Hợp Quốc khẳng định như thế. Tiêu cực, tham nhũng và tình trạng cán bộ giàu bất thường là vấn đề của toàn thế giới, chứ không chỉ riêng gì của Việt Nam. Có điều, liên hệ trực tiếp với tình hình xã hội Việt Nam đặt trong bối cảnh quốc gia, liệu việc phát hiện cán bộ giàu bất thường có phải là bí mật không? Và nó có phải là bí mật không thể phát hiện hay không, không thể giải quyết hay không? Tác giả muốn nhắc đến quan hệ trong các cơ quan tổ chức nhà nước, cũng như quan hệ tại các khu dân cư địa phương. Không hề nói quá, ở Việt Nam nhà này giàu vì điều gì, nhà kia có gì hay, tất cả chúng ta đều có thể khai thác qua bà hàng xóm hay trong các cơ quan hành chính. Đội ngũ cán bộ thậm chí còn quá hiểu rõ nhau vì các mối quan hệ mà họ đã xây dựng. Nói thẳng, nhà cán bộ này vì sao giàu lên nhanh chóng thì anh bạn đồng nghiệp hay hàng xóm nhà họ đều biết thừa vấn đề ở đây là gì. Cán bộ mà soi mói tài sản của nhau thì nhiều người sẽ bảo rằng mất đoàn kết nội bộ. Hàng xóm mà biết nhà cán bộ giàu nhưng dám lên tiếng thì sẽ làm mất tình cảm xóm giềng, rồi sau này nhờ vào ai xin giấy tờ trên xã, trên huyện. Mặt khác, kể cả có biết ông A bà B giàu lên bất thường thì người đồng nghiệp hay người dân bình thường sẽ báo cáo cho ai và ai sẽ là người chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra. Trong những trường hợp như thế, thiếu sót của vấn đề chính là vì công tác quản lý cán bộ, công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng đang thiếu cơ chế tiếp nhận thông tin và thiếu hoàn toàn lực lượng, biện pháp xử lý thông tin tiêu cực, tham nhũng. Từ sự thiếu sót ấy, chính nhận thức của từng người dân đối với công cuộc chống tham nhũng cũng trở nên yếu đi khi sự vô cảm lên ngôi. Cần phải làm sao để khi xã hội thấy các cán bộ giàu bất thường cần phải lên tiếng? Rõ ràng chúng ta có sức mạnh của nhân dân, chúng ta phải dựa vào sức mạnh của nhân dân để có thể chống tiêu cực, tham nhũng đến cùng, kiên quyết có biện pháp tiếp nhận và xử lý thông tin về cán bộ từ bất kỳ người dân nào. Cán bộ giàu bất thường khi kê khai tài sản lại rất ít. Mặc dù đã có quy định về kê khai tài sản và trong một vài trường hợp kê khai gian dối đã bị xử lý kỷ luật, nhưng dường như thiết chế này chưa có hiệu quả. Cán bộ giàu bất thường cần giải trình rõ nguồn gốc từ đâu mà có. Mới đây, cựu quan chức một thành phố biển bị khởi tố bắt tạm giam vì có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Song điều khiến dư luận tò mò chú ý không phải là vì vị quan chức này rơi vào vòng lao lý, mà vì khối tài sản quá lớn của vị này, từ biệt thự mặt tiền ước đoán gần 100 tỷ đồng cùng gian cây cảnh độc lạ và gian xe 4 bánh bị giam giữ. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi, với khối tài sản khủng này, khi đương chức, vị cán bộ này có kê khai hay không? Các cơ quan chức năng có kiểm soát được khối tài sản này hay không? Theo ông Lê Quốc Lý, nguyên phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, xã hội khuyến khích mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân trở nên giàu có một cách chính đáng. Nếu làm giàu bằng sự năng động, sáng tạo để tạo ra của cải vật chất, góp phần làm giàu cho xã hội, cho đất nước, thì cần phải được khuyến khích và nhân rộng cũng như công khai cho công luận được biết. Ngược lại, nếu cán bộ, đảng viên nào giàu bất thường thì cơ quan chức năng cần làm rõ khối tài sản từ đâu mà có. Nếu tài sản có được từ các nguồn thu nhập không hợp pháp, từ tham ô, tham nhũng thì cần phải xử lý nghiêm, tịch thu sung công theo quy định. Để cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thành công theo tinh thần chỉ đạo của Đảng, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì cơ quan chức năng cần phải vào cuộc một cách nghiêm túc để chứng minh nguồn gốc tài sản của cán bộ có được từ đâu. Nếu do tham nhũng mà có thì phải tịch thu, xử lý nghiêm minh, còn nếu không chứng minh được thì phải chấp nhận tài sản của cán bộ, ông Lý nêu quan điểm. Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, một trong những gốc rễ của việc ngăn chặn hành vi tham ô, tham nhũng, tiêu cực chính là việc phải kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, người có chức vụ, quyền hạn. Về mặt thể chế, hiện nay chúng ta đã có quy định kiểm soát tài sản, thu nhập qua việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức hàng năm. Mặc dù đã có quy định và một vài trường hợp kê khai gian dối đã bị xử lý kỷ luật, nhưng dường như thiết chế này chưa có vẻ hiệu quả và không đủ sức kiểm soát tài sản, thu nhập của các cán bộ, công chức, người có chức vụ, quyền hạn. Bởi trên thực tế, qua một số vụ việc cho thấy, không ít các cán bộ có tài sản lớn nhưng bằng cách này hay cách khác đã chuyển dịch chúng cho vợ con, cho người thân, chuyển sang nước ngoài, thậm chí chuyển sang tài sản của một đối tượng khác không bị kê khai. Ngoài ra cũng cần phải có nhiều biện pháp khác, đặc biệt là hình sự hóa khi có hành vi làm giàu bất hợp pháp,
và hành vi không giải trình được thu nhập tài sản tăng lên một cách bất thường của các cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ và quyền hạn. Chân dung hai thiếu tướng 46 tuổi trẻ nhất lực lượng công an nhân dân, Vũ Hồng Văn và Đinh Văn Nơi. Đây là bức ảnh vô cùng giá trị đối với thiếu tướng Vũ Hồng Văn khi ông được Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng khi nhận nhiệm vụ mới. Vũ Hồng Văn được đánh giá là một trong những chính khách tướng lĩnh công an nhân dân nổi tiếng tại Việt Nam. Ông đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc phát triển xây dựng nước nhà. Vậy nhiệm vụ mới của vị thiếu tướng trẻ tuổi sinh năm 1976 này ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi. Thiếu tướng Vũ Hồng Văn đến công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đầu tiên cùng tìm hiểu lý lịch và tiểu sử của thiếu tướng Vũ Hồng Văn. Tên thật Vũ Hồng Văn, năm sinh 1976, quê quán huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, cấp bậc thiếu tướng, chức vụ nguyên giám đốc công an tỉnh Đồng Nai, Đắk Lắk. Với những thành công nổi trội của bản thân, chắc hẳn ông là một trong những niềm hãnh diện của tỉnh Hưng Yên. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức lễ thông báo quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, ngày 30 tháng 10 năm 2023, Ban Bí thư đã ký quyết định điều động Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an đến công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và kiện toàn cơ quan kiểm tra giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương để thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định. Tại hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu bổ sung 3 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong đó có Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ. Năm công tác trong ngành, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn đã có nhiều cống hiến, lập được nhiều chiến công, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Căn cứ yêu cầu công tác, phẩm chất, năng lực cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã thống nhất báo cáo Ban Chấp hành Trung ương tín nhiệm bầu bổ sung Thiếu tướng Vũ Hồng Văn làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng trên cương vị trọng trách mới, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn sẽ tiếp tục phát huy thành tích, kinh nghiệm công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn hứa dù trên cương vị công tác nào cũng sẽ luôn giữ phẩm chất của người sĩ quan công an, luôn nỗ lực cố gắng kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mà Đảng phân công. Sự nghiệp đáng nể của Thiếu tướng Vũ Hồng Văn. Đáng chú ý, khi nhắc đến profile của Thiếu tướng Văn, nhiều người đã trầm trồ cho rằng ở tuổi 46, Thiếu tướng Văn đã làm được những điều không thể. Có thể nói, tại thời điểm được phong quân hàm Thiếu tướng năm 2021, Vũ Hồng Văn chính là thiếu tướng trẻ nhất của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Vũ Hồng Văn là một chính khách Việt Nam, sĩ quan cao cấp của Công an Nhân dân Việt Nam, cấp bậc thiếu tướng. Ông hiện là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, nguyên là Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, nguyên Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Việt Nam. Trong thời gian làm Giám đốc Công an tại hai địa phương trên, ông Văn được biết là Giám đốc Công an có nhiều hoạt động chấn chỉnh lại bộ máy làm việc và thường xuyên có mặt ở các điểm nóng để chỉ đạo công việc và động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ. Ông cũng được biết đến là người lãnh đạo năng nổ, có thái độ kiên quyết trừng trị, tấn công các băng đảng, nhóm tội phạm, trực tiếp ra hiện trường chỉ đạo lực lượng triệt phá hàng chục vụ án lớn phức tạp. Cặp bài trùng Vũ Hồng Văn và Đinh Văn Nơi. Được biết, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn và Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đều sinh năm 1976. Trước đó đã có nhiều bài báo phân tích về những chiến công và sự quyết liệt của cặp bài trùng này. Đầu tiên cùng tìm hiểu lý lịch và tiểu sử của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Tên thật Đinh Văn Nơi, sinh năm 1976, quê quán quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, cấp bậc thiếu tướng, chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Năm 1993, ông nhập ngũ tại tiểu đoàn Tây Đô, một đơn vị quân đội chủ lực của tỉnh Cần Thơ cũ. Năm 1998, ông chuyển ngành sang công tác tại Công an thành phố Cần Thơ. Tháng 8 năm 2022, ông được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1 tháng 9 năm 2022. Về việc chỉ định Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đặc biệt, hai ông khi còn là giám đốc công an các tỉnh Đồng Nai, An Giang đều được luân chuyển từ nơi khác về, lại là giám đốc công an vô cùng trẻ tuổi, đã triệt phá được rất nhiều chuyên án khủng. Việc luân chuyển lãnh đạo Sở Công an không là người địa phương là chủ trương của ngành công an. Hiện 100% giám đốc Sở Công an không là người địa phương. Thực tế luân chuyển cho thấy kết quả đáng khích lệ trong phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm kinh tế. Sự quyết liệt của những lãnh đạo công an trẻ được luân chuyển, điều động đã tạo ra bức tranh màu sáng trong phòng chống tội phạm ở địa phương, mà điển hình là những vụ án liên tiếp bị triệt phá như ở Thái Bình, Đồng Nai, An Giang. Dũng động, giang hồ đội lốt cựu công an, nhân danh chính nghĩa, tiễn người không ghê tay, dùng dợn cách thức phi tang kinh điển nhất lịch sử, cả nước không ai dám nhắc tên vì quá ám ảnh. Thưa quý vị, vốn là một cựu công an, là người nắm được pháp luật, thế nhưng Trần Nguyễn Xuân Phương không chỉ là một người lừa đảo siêu hạng mà còn là một tội phạm khét tiếng khi ra tay liên tiếp tiễn người. Anh được biết đến là ông trùm Bình Dương với nhiều thành tích bất hảo khiến nhiều người rùng mình mỗi khi nhắc đến. Vậy hành vi của Phương ghê rợn đến mức nào và cái giá phải trả ra sao? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Cuộc đời Trần Nguyễn Xuân Phương rẽ sang một con đường tối tăm với hành trình gây án được khơi nguồn từ tháng 9 năm 1999 khi Phương ăn trộm một chiếc xe máy tại nơi mình làm việc nhưng bị phát giác. Tòa án Nhân dân thị xã Thủ Dầu Một tuyên phạt Trần Nguyễn Xuân Phương 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Trần Nguyễn Xuân Phương vốn là cựu cán bộ chiến sĩ công an. Sau khi tốt nghiệp trung học an ninh vào năm 1998, Phương nhận nhiệm vụ tại công an tỉnh Bình Dương. Khi tương lai sự nghiệp đang có nhiều hứa hẹn, Phương lâm vào cờ bạc, nặng nhất là cá độ đá bành. Để thỏa mãn niềm đam mê, người này bắt đầu trượt dài trên con đường tội lỗi. Trong thời kỳ bị giam giữ, Phương có quen với Lê Thị Tuyết, 26 tuổi, quê ở huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, cũng là tội phạm. Sau khi ra tù, Phương vẫn yêu Tuyết, dù biết người phụ nữ đã từng có chồng con này thuộc dạng số má ngoài xã hội với thú thích cờ bạc, ăn chơi. Biết chuyện cha mẹ Phương kịch liệt ngăn cấm mối lương duyên ngang trái này nhưng bất thành. Thấy cha khăng khăng không chịu cho mình cưới hỏi Tuyết, Phương liền lấy trộm sổ hộ khẩu gia đình để mang ra phường đăng ký kết hôn với Tuyết. Sau chuyện bị bại lộ, cha mẹ Phương tiếp tục phản đối để hôn sự không thể diễn ra. Không thuyết phục được cha mẹ, Phương đã dọn ra ngoài thuê nhà sống chung với Tuyết. Năm 2002 và 2005, Tuyết lần lượt sinh cho Phương hai người con, một gái và một trai. Dù đã vượt qua nhiều gian truân để đến được với nhau, nhưng cuộc sống gia đình Phương, Tuyết sau đó lại không hề phẳng lặng. Hàng ngày, cặp đôi này lấy cờ bạc làm nghề kiếm tiền, mở quán cà phê đèn mờ để kiếm sống. Hết tiền, cặp đôi liên tục mâu thuẫn, xích mích. Rồi đến những lần Tuyết bị bắt về hành vi cờ bạc, cuộc sống giữa Phương và Tuyết cứ rung rằng cho đến khi đường ai nấy đi. Con lớn thì về ở với ông bà nội, con nhỏ sống cùng với mẹ. Thế nhưng sau này khi Phương bị bắt, Tuyết đã nhân cơ hội giao luôn đứa con cho cha mẹ Phương nuôi dưỡng để được tự do. Thế nhưng Trần Nguyễn Xuân Phương đã gây nên tội gì để phải trả giá bằng cả tính mạng của bản thân cho công lý? Được biết, Phương đã gây ra hàng loạt vụ án nhưng tội của anh chỉ bị phát giác khi một người dân đi làm dẫy phát hiện một thi hài thuộc khu vực ấp Rạch Bắc, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thu Thủy ở phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một. Người nhà nạn nhân cho biết sáng mùng 10 tháng 12 năm 2009, chị Thủy đưa con đi học, sau đó không về nhà nấu cơm trưa, gia đình gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Dù manh mối phá án rất mờ nhưng với quyết tâm đưa hung thủ ra ánh sáng với nghiệp vụ sắc bén của mình, chỉ một tuần sau, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã xác định và bắt giữ được hung thủ là Trần Nguyễn Xuân Phương. Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận trong những lần ghi số đề, Phương quen biết với chị Thủy là chủ ghi số đề và nợ chị Thủy 10 triệu đồng. Liên tục bị chủ nợ hối thúc, lại biết người phụ nữ này thường xuyên mang theo nhiều tiền và vàng trong người nên Phương đã nghiên cứu và lên một kế hoạch hoàn hảo tiễn người xù nợ. Ngày 9 tháng 12 năm 2009, Phương rủ em vợ là Phùng Minh Cường, 18 tuổi, ở xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai đi gây án. Cường đồng ý. Sáng hôm sau, Phương mua 2 mét dây dù tròn, cuộn băng keo bản rộng 10cm và mang theo hàng nóng cùng với Cường đi thuê chiếc ô tô tự lái. Sau đó, Phương gọi điện hẹn chị Thủy đứng chờ ở ngã 6, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một để Phương chở đi lấy tiền trả nợ. Đón chị Thủy xong, Phương lái xe chở Cường và Thủy tới một đoạn đường vắng thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thì dừng xe. Lúc này khoảng 10 giờ, lợi dụng chị Thủy nghe điện thoại ở ghế phụ cạnh ghế lái, Phương ra tay nhanh gọn, sau đó lục tìm tài sản của nạn nhân. Phương và Cường lấy được 2 điện thoại di động 4,8 triệu đồng cùng nhiều nữ trang, sau đó Phương lái xe tới khu công nghiệp Rạch Bắp ở xã An Tây, huyện Bến Cát, Bình Dương để phi tan vào rừng trồi và trở về Thủ Dầu Một để trả xe và đi bán tài sản cướp được để chia nhau. Từ vụ án tiễn người quyệt nợ, cơ quan cảnh sát điều tra còn phát hiện Trần Nguyễn Xuân Phương còn là thủ phạm của những vụ án tiễn người đã từng xảy ra trước đây. Trước khi tiễn chị Thủy về Suối Vàng, Phương từng có thời gian làm tài xế cho một hãng taxi. Sáng ngày 2 tháng 10 năm 2008, Phương đi xe máy tới trụ sở công an công ty ở xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương để nhận xe chạy trong ngày. Sau đó, anh ta điều khiển xe tới quán cà phê ở khu dân cư Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, gặp Nguyễn Thế Lân, 23 tuổi, ở ấp Hưng Thọ, xã Hưng Định, thị xã Thuận An, cũng là tài xế taxi cùng hãng nên ngồi và uống cà phê cùng. Trong lúc này, Phương nảy sinh ý định đi cướp tài sản và anh ta gợi ý với Lâm rằng mình biết nhà ông Phạm Ngọc Thuận ở phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một có nhiều tài sản nên rủ Lâm đến đây để cướp. Sau khi Lâm đồng ý và thống nhất kế hoạch, Phương để xe taxi tại quán cà phê rồi mượn xe máy của một đồng nghiệp khác cùng Lâm ra chợ mua cây hàng nóng và dụng cụ cần thiết rồi tới ngã tư trước nhà ông Thuận để quan sát.
Khoảng 9 giờ cùng ngày, Phương đứng trước cửa nhà ông Thuận và gọi: "Chú Thuận ơi, mẹ vợ ông Thuận từ trong nhà đi ra hỏi Phương tìm ai." Phương nói Thuận có hẹn và dặn đến nhà chờ. Lọt vào nhà ông Thuận, Phương và Lâm vừa ngồi nói chuyện với mẹ vợ ông Thuận để chờ cơ hội gây án thì bỗng dưng trong nhà có mùi khét bốc lên từ dưới bếp. Sau khi mẹ ông Thuận xuống bếp xem sao thì Phương ra hiệu cho Lâm ra xe mang bao tải vào. Khi mẹ ông Thuận từ dưới bếp đi lên, Phương thoăn thoắt tiễn phát một. Trong vụ án này, cả hai cướp được 6,6 triệu đồng và hai máy ảnh kỹ thuật số, sau đó đem cầm đồ được hơn 2 triệu đồng. Sau khi gây ra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra chưa tìm ra dấu vết của hung thủ. Đến khoảng tháng 4 năm 2009, Phương biết mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Mai, 50 tuổi, ở phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, vừa bán đất và có nhiều tiền nên anh ta nảy sinh ý định tiễn bà để cướp tài sản. Biết bà Mai đang ở nhà một mình, anh ta rủ một người quen là Lê Thành Long, nhân viên của một quán cà phê đi cùng. 11 giờ cùng ngày, Phương đi xe máy chở Long đến nhà bà Mai thì thấy bà Mai đang nấu bếp. Đi vào nhà, Phương giả vờ nhờ bà Mai đổi 2 triệu đồng tiền chẵn sang tiền lẻ. Không có chút nghi ngờ, bà Mai liền mở két sắt đếm tiền thì Phương lẻn ra đấu phế liệu trước cửa nhà lấy hàng, khiến bà Mai về với ông bà. Sau đó Phương liền nhanh chóng nhặt nhanh số tiền trong két. Rời hiện trường, hai người mang theo chiến lợi phẩm là 15,6 triệu đồng, 8 nhẫn vàng và dây chuyền vàng. Ngày hôm sau, Phương bàn với Long quay lại nhà bà Mai để phi tang. Để phục vụ cho kế hoạch, Long đi mua 2 bao tải lớn, một tấm trải nệm và cuộn băng keo. Sau đó cả hai chở đến bãi đất hoang thuộc khu 9 phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một để phủi sạch chứng cứ. Chưa dừng lại, Phương còn là một người lừa đảo có hạng. Tháng 11 năm 2009, Phương lập mưu để mang chiếc xe ô tô Toyota Camry của bác ruột là ông Nguyễn Văn Đức, 74 tuổi, ở phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một đi cầm cố để lấy tiền tiêu. Phương đến nhà ông Đức vừa nói rằng muốn thuê xe ô tô cho một người Singapore với giá 10 triệu đồng một tháng. Ông Đức đồng ý, giao xe cùng với giấy tờ cho Phương. Sau đó, Phương đem xe tới một tiệm cầm đồ ở khu 5, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một cắm với giá 70 triệu đồng. Tuy nhiên, do chủ tiệm yêu cầu phải có chữ ký của chủ xe nên Phương quay lại đưa biên nhận cầm đồ cho ông Đức, nói là hợp đồng cho thuê xe nhờ ký vào. Ông Đức mắt kém nên đã không phát hiện ra điều này. Sau khi có được 70 triệu đồng, Phương trích ra 10 triệu cho ông Đức, nói là tiền thuê xe tháng đầu, còn lại Phương tiêu hết. Ngoài ra, công an tỉnh Bình Dương còn làm rõ, ngày 31 tháng 10 năm 2007, Phương đã đột nhập vào nhà bác ruột là bà Nguyễn Thị Sáu ở phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một để lấy trộm tài sản. Thời gian này, do Phương làm lái xe công trình, cây xăng nên ăn trộm được một số vật phẩm. Phương ra tay với con chó nhà bà Sáu trước, sau đó Phương dùng hàng nóng để vào nhà, lấy được 6 triệu đồng cùng nhiều nữ trang rồi leo cổng ra về. Trả giá cho hành vi của mình, tháng 8 năm 2011, Trần Nguyễn Xuân Phương và đồng bọn đã phải đứng trước vảnh móng ngựa với cáo buộc về hàng loạt tội danh, trong đó Phương bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên phạt mức án dựa cột và tiến hành thi hành án chấm dứt cuộc đời.